Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin xoáy TV. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn tin tức. Bắt khẩn cấp hai viên tướng quân đội làm gián điệp cho Trung Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, vào đêm hôm qua mùng 8 tháng 5 năm 2021, Tập Cận Bình đã trực tiếp lên kế hoạch đưa quân đội nhảy dù xu xuống trại tạm giam quân khu 5 để cứu tướng Lý Tắc Thành. Đây là trại giam của quân đội Việt Nam nằm ở thành phố Đà Nẵng, được xây dựng khá kiên cố và kín đáo. Thế nhưng quân đội Trung Quốc đã có pha giải cứu đầy ngoạn mục để đưa tướng Lý Tắc Thành ra Biển Đông. Trước khi xảy ra vụ án này, lý tướng Lý Tắc Thành của Trung Quốc đã bị di lý từ Bệnh viện Quân đội 103 Hà Nội về Đà Nẵng ngay lập tức tình báo Hoa Nam Trung Quốc đã nắm bắt được thông tin này và lên kế hoạch giải cứu. Là một điều nữa là ngay cả một trại tạm giam có nhiều dãy ABC, GEF, mỗi dãy lại có nhiều phòng giam. Ở vậy mà lính Trung Quốc khi tiếp cận giải cứu đã lao thẳng vào phòng số 9 dãy C, nơi đang tạm giữ tường lì tắc thành ở đó. Tất cả điều này đều chứng tỏ rằng phía Trung Quốc đang nằm rất rõ nhất cử nhất động của quân đội Việt Nam. Chắc chắn trong nội bộ của chúng ta có kẻ làm gián điệp cho Trung Quốc và kẻ đó phải có quyền cao chức trọng thì mới biết rõ từng chi tiết còn con như vậy. Tuy nhiên kẻ đó là ai? Hắn được phía Trung Quốc hứa những gì với hắn? Hay hắn đã nhận được bao nhiêu tiền? Vẫn là một câu hỏi lớn đối với quân đội Việt Nam. Một nguồn tin giàu tên tiết lộ với chúng tôi rằng họ đã tìm ra thủ phạm cung cấp tin tức cho phía Trung Quốc ngay từ trước đó khi xe chở Phạm Nhân Tường Lý Tắc thành từ Bộ Chỉ huy Quân khu 7 đến trại tạm giam miền Nam T45, họ đã nghi ngờ kẻ đó là tên gián điệp hai mang làm việc cho Trung Quốc nhưng vẫn nhận lương bổng của nhân dân Việt Nam, nhưng họ không đủ can đảm để tố giác kẻ phản quốc này. Lý do nếu họ tố giác, không những bản thân họ mà ngay cả những người thân của họ cũng có thể bị mất mạng. Vào đêm hôm qua, ngay sau khi chiếc máy bay Z-8 chở theo 100 lính Trung Quốc hạ cánh xuống trại tạm giam quân khu 5, tính ra chỉ có 5 người lính canh gác trong thời gian đó. Điều này cũng có sự can thiệp của kẻ phản bội. Như tướng tá của ta đặt ra câu hỏi rằng, tại sao một trại giam tội phạm mà một ca trực chỉ có 8 người canh gác là sao? Để biện minh cho điều này, ban giám thị trại giam quân khu 5 đã nói rằng, một trại giam được xây dựng khép kín như trại tạm giam quân khu 5, các phòng giam đều có hai lớp cửa khóa vững chắc thì không cần phải có nhiều lính gác để làm gì cho phí nhân lực. Nếu ai đó muốn giải cứu phạm nhân thì phải vượt qua cửa ngoài có cả một đại đội gồm 120 chiến sĩ. Ngoài ra còn có một trung đội lính nghĩa vụ cũng được bảo vệ chặt chẽ khu vực bên ngoài trại giam. Đó là chưa kể đến gần 100 cán bộ nhân viên ở dãy nhà bên ngoài. Tuy nhiên kẻ địch lại không đến từ phía bên ngoài, mà chúng đến từ trên bầu trời lao thẳng vào bên trong trại giam thì không ai lường hết được. Lời biện minh trên nếu suy xét kỹ là hoàn toàn chính xác. Phía quân đội Việt Nam chưa bao giờ đặt ra giả thiết có một đội quân dùng máy bay lao thẳng vào sân trong của trại giam. Chúng chỉ cần có 5 phút bắn tung hai ổ khóa và cứu phạm nhân lên máy bay rồi bay vút ra ngoài Biển Đông. Tình huống này là quá bất ngờ và lỗi không thuộc về bất cứ ai cả. Đây là trường hợp ngoại lệ lần thứ hai xảy ra tại Việt Nam. Trước đó, quân đội Mỹ cũng đã dùng máy bay xâm nhập vào một trại giam quân đội thuộc thị xã Sơn Tây cách thủ đô Hà Nội 50 km vào ngày 20 tháng 11 năm 1970. Tuy nhiên, máy bay của Mỹ hạ cánh cách trại giam này 400 m, nhưng máy bay của Trung Quốc đã rút kinh nghiệm từ vụ án đã cách đây nửa thế kỷ, chúng lao thẳng vào trại giam và khi quân đội ta chưa kịp phản ứng thì chúng đã bay ra ngoài Biển Đông. Kính thưa quý thính giả và các bạn, khi máy bay Trung Quốc đã cất cánh lên bầu trời và cả trại giam quân khu 5 mời xào giác báo động, lệnh của cấp trên ban xuống cho các đơn vị pháo phòng không bảo vệ vùng biển cũng được phát đi. Thế nhưng khi các pháo thủ đang ngủ được lệnh chạy ra ngoài bể pháo để chiến đấu, thì máy bay Trung Quốc đã bay cách xa thành phố Đà Nẵng ít nhất 50 km rồi. Bốn chiếc máy bay chiến đấu của Việt Nam cũng được lệnh truy kích chiếc máy bay đa năng J8 của Trung Quốc. Thế nhưng khi máy bay của ta bay ra ngoài biển Đông, 12 chiếc máy bay chiến đấu J10, J11 của Trung Quốc đã đón đầu ngăn chặn, một lần nữa không quân Việt Nam yếu thế hơn, phải quay đầu tháo chạy về lại đất liền. Chiếc J8 của Trung Quốc trở tường Lý Tắc Thành, bay thùng thẳng về đảo đá chữ thập. Tại đây viên thường tướng này được đưa ngay vào bệnh xá của đảo đá, các y bác sĩ của Trung Quốc ngay lập tức điều trị vết thương cho viên tướng này. Nói như vậy nghe có vẻ khẩn trương, Kỳ thực viên tưởng này chỉ bị một viên đạn bắn tiệm bắn xuyên qua bắp chân, vết thương của hắn được xác định là bị bắn vào phần mềm không có gì nguy hiểm. Còn vết thương cũ của hắn khi bị rơi máy bay ở biên giới Việt Nam Lào đã khỏi hẳn. Kính thưa quý thính giả và các bạn, một thông tin gây chấn động khác nữa mà chúng tôi cũng vừa nhận được vào đầu giờ chiều ngày hôm nay, mùng 9 tháng 5 đó là một trung tướng quân đội Việt Nam thuộc quân khu 7 và một thiếu tướng quân đội Việt Nam trực thuộc quân khu 5 vừa bị Bộ Quân Pháp của Việt Nam bắt giữ. Theo nguồn tin này tiết lộ, hai viên tướng quân đội Việt Nam đã bị Bộ Quân Pháp Trung ương bắt giữ vào sáng ngày hôm nay, nhưng chưa được tiết lộ danh tính. Vì sự việc này vẫn đang trong quá trình điều tra chưa thể khẳng định chắc chắn. Cũng theo nguồn tin này vào buổi sáng ngày hôm nay, viên thiếu tướng quân đội đã lỡ miệng phát ngôn rằng Tướng Lý Tắc Thành đã được quân đội Trung Quốc đưa về đào đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và hiện nay hắn đang được các bác sĩ quân đội Trung Quốc chữa trị vết thương. Khi được hỏi là nguồn tin này lấy ở đâu ra, viên tướng này đã ấp úng không trả lời được. Ngay sau đó, Ban Quân Pháp Trung ương đã có buổi làm việc với viên tướng này. Trong buổi sơ vấn sáng nay, lời khai của viên tướng này bất nhất. Lúc thì hắn ta nói rằng, cho tôi suy đoán được như vậy. Lúc thì hắn nói, tôi nghe một cấp tướng khác nói như vậy. Khi hỏi viên tướng khác là viên tướng nào thì hắn quanh co không chịu tiết lộ danh tính. Đến gần buổi trưa nay, qua khai thác đầu tranh cả 4 tiếng đồng hồ, hắn khai nhận một trung tướng của quân khu 7 đã nói cho hắn biết. Viên trung tướng trực thuộc quân khu 7 cũng bị bắt liền ngay sau đó. Cả hai viên tướng này đều ăn nói quanh co không có sự trùng khớp với nhau, có rất nhiều điều bí mật khác đang dần hé lộ. Chính hai viên tướng này làm gián điệp cho Trung Quốc, bởi vậy, mọi nguồn tin từ phía quân đội ta đều bị tình báo Hoa Nam biết rõ như lòng bàn tay. Kính thưa quý tính giả lục lại vụ án này từ đầu ngay sau khi tường lý tác thành bị quân đội Việt Nam bắt giữ tại biên giới Campuchia, được biết vào buổi trưa hôm đó khi quân chủ lực của ta vừa cho quân rút lui và cắt hết một nửa quân số đưa sang các tỉnh An Giang, Kiên Giang, số còn lại chỉ còn phân nửa. Hơn nữa, đúng vào lúc các chiến sĩ đang ăn cơm buổi trưa thì quân đội Trung Cam ao à tấn công qua biên giới vì bị bất ngờ và quân số ít, nên trận đành đó quân đội của ta thiệt hại tương đối lớn. Rất may là có 10 người lính Campuchia thuộc sư đoàn 618 nằm trong lồng địch và hai chiến sĩ đặc công của ta bay kề nên mời bắt giữ được viên tướng này. Như vậy, việc quân đội ta phân chia lực lượng ra các tỉnh và giờ giúp lúc đang ăn uống cũng bị viên trung tướng quân khu bại tiết lộ cho phía Trung Quốc biết. Bởi vậy, chúng tấn công đúng thời điểm mà quân đội ta khó phản công nhất. Tiếp theo đó, tướng Lý Tắc Thành bị di lý về bộ chỉ huy quân khu 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lính Trung Quốc ngay lập tức biết địa chỉ này và cho quân tấn công vào phía sau danh trại của bộ chỉ huy quân khu 7. Lúc chúng tấn công vào ban đêm, viên trung tướng nói trên trước đó đã lời cớ về thăm vợ con, không có mặt tại bộ chỉ huy quân khu 7. Đây cũng là sự trùng lập một cách khó lý giải. Nhận thấy đệ viên tướng Lý Tắc Thành ở lại bộ chỉ huy quân khu 7 quá nguy hiểm, quân đội ta ngay hôm sau, ngay lập tức di hắn về trại giam. Quân đội khu vực miền Nam T-45, thế nhưng ngay ngày giờ chiếc xe chở phạm nhân cũng bị tình báo Hoa Nam nằm rõ, bởi thế chúng đã cho một chiếc xe tải lớn và gần 100 lính phục kích chiếc xe chở phạm nhân để cứu tướng Lý Tắc Thành. Vâng thưa quý thính giả, còn rất nhiều tình tiết khác trong vụ án này xảy ra một cách khó hiểu và bây giờ phía quân đội ta đang truy xét hai viên tướng này để tìm ra những kẻ nằm vùng khác. Ngày đêm hôm qua khi tướng Lý Tắc Thành được cứu thoát, làm sao hai viên tướng này biết được chiếc máy bay j 8 chở viên tướng này về đạo đà chữ thập để chữa trị vết thương? Đó là một câu hỏi mà cả hai kẻ phản bội này không thể có câu trả lời thích đáng. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thu thập thông tin để biết thêm chi tiết về danh tính của hai viên tướng phản bội này. Chúng tôi cũng muốn biết ngoài hai tên phản bội này ra, còn bao nhiêu tên khác phản bội trong đường dây của chúng. Chúng đã nhận được bao nhiêu tiền của từ phía Trung Quốc, chúng đã bán bao nhiêu tin tức từ xưa đến nay và kẻ nhận tin tức của chúng là kẻ nào. Cũng vào ngày hôm nay, mùng 9 tháng 5, Nguồn tin từ phiếu quân đội Việt Nam cho biết trại tạm giam quân khu 5 đang được phiếu quân đội ta xây dựng lại bức tường mặt hướng Tây bị máy bay của Trung Quốc đâm độ. Tạm chiến sĩ canh gác bị lình Trung Quốc phát hại cũng đã được làm lễ truy điệu truy tặng anh hùng liệt sĩ Thi thể của các chiến sĩ sẽ được bàn giao cho chính quyền và gia đình người thân tại quê nhà của các chiến sĩ để mai táng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về vụ án Lý Tắc Thành liên quan đến các nhân vật cớ bự làm gián điệp cho Trung Quốc trong quân đội Việt Nam để quy thính giả nắm rõ. Kính thưa quý vị và các bạn thêm một thông tin khác. Trong số 60 lính đặc nhiệm của Trung Quốc tấn công vào Bệnh viện 103 vào đêm hôm qua, có 10 tên đã bị quân đội ta hạ gục ngay từ những phút đầu khi chúng định xâm nhập lên tầng 2 của tòa nhà bệnh viện. 50 tên còn lại đã dừng xe máy phân khối lớn chạy từ tung ra các hướng của thành phố. Tuy nhiên, một số đã bị thiệt mạng khi đấu súng với đại đội, chống khủng bố quân khu thủ đô của ta. Một số tên bị thương và bị bắt sống 10 tên còn lại đã chạy thoát ra khỏi thành phố Hà Nội. Chúng đi xe phân khổ lớn chạy bằng băng rẽ sang đường cao tốc quốc lộ 1A, chạy thẳng hướng về tỉnh Lạng Sơn, mục đích là vượt qua biên giới sang bên kia Trung Quốc. Nhưng khi chúng chạy đến thành phố Bắc Ninh thì bị quân đội của trường sĩ quan chính trị Bắc Ninh chặn đường tiến. Mười tiến sĩ Trung Quốc này bèn cho xe chạy trẻ trái về quốc lộ 38, con lộ này chạy về Hải Dương và đi Hải Phòng. Khi chúng chạy được 3 km, đến khu vực Ba Huyện, thì là bị đơn vị thương binh 157 đồng quân tại đây chặn đường. Chúng bị bách sẽ trải lên một con đường gọi là đồi ba huyện. sân bản địa ở đây còn gọi là khu mà Tây, vì ngày xưa nơi đây chôn cất quân lính Pháp từ trận. Khi chúng vừa rẽ vào ngọn đồi này, thì gặp ngay một chiếc barrier chắn ngang. Đây là chiếc barrier của trại tạm giam tù nhân tỉnh Bắc Ninh. Hai chiến sĩ công an nghĩa vụ canh gác barrier thấy năm chiếc xe máy phân khối lớn lao lên đồi, thì ra chặn lại định xét họ giấy tờ. Liên bị 10 tên lính Trung Quốc dùng AK bắn hạ. Cả 10 vượt thẳng lên đỉnh đồi theo lối mòn nhưng không biết phải chạy đi đâu vì chúng không thông thuộc địa hình. Trong khi đó, lính quân đội trường sĩ quan chính trị đã chặn mặt chúng từ mặt huyện Quế Võ, Cát Giang. Cùng đường 10 lính Trung Quốc chạy quanh đồi và phát hiện ra một đường hầm kiên cố. Chúng đã lấy con đường hầm này làm là chắn cố thủ chống lại lực lượng quân đội của chúng ta. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật bản tin để gửi tới quý vị và các bạn những thông tin sớm nhất về tình hình chiến sự giữa các nước trong các bản tin kế tiếp bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây xin cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức xin kính chào và hẹn gặp lại